nhúng người nhện đi anh. Người nhện à? Ok, đây. Người nhện Spider-Man đây. Đây là Spider-Man phiên bản At My Home, nghĩa là tại nhà của tôi. Đúng nha. Mọi người có để ý là thằng Quang này cái gì nó cũng nhúng không? Tôi là Spider-Man mà nó còn không tha nữa. Nhúng Naruto đi anh. Ok, đây Naruto của bạn đây. Ai cứu mình với Takeshi. Không ai cứu được đâu. Các bạn nào giống mình xem Pokemon từ đó tới giờ chỉ mong Pikachu tiến hóa thành Raichu không? Hôm nay mình sẽ cho nó tiến hóa thử nha. Ủa? Hồi nãy nó tiến hóa thành Raichu mà. Rồi Raichu đâu? Từ từ, các bạn đừng gấp. Raichu tới đây. Just a mouth fit and không đợi phương giờ. Bắt được ăn khó lắm nè, đừng mơ. Bắn em ăn đâu dùng súng. Sẽ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ.